mặt xong thanh kiếm này. Bây giờ mình sẽ lắp ráp lại. Okay, và bây giờ mình sẽ test nó. Follow kênh TikTok và đăng ký kênh YouTube là Tâm Lâm Mô để có cơ hội được sở hữu một trong những em đó. Một bạn nào có ý kiến gì, thử thách gì muốn mình làm cứ bình luận bên dưới, mình sẽ thử thách làm tất cả. Và mình có ý tưởng là định xách mấy camera test thử. Ok, chào tạm biệt các bạn. Tâm Lumbo là một loại kiếm gỗ cốt lay. Subscribe vào YouTube này, nhớ subscribe kênh nhá. Mấy bạn nhớ subscribe kênh nhá. Ok, nhớ.